hai bên vào ha. Chân nó bằng nhau ha. Xong mình mở ra. Mở ra xong mình gấp từ vị trí này lên nha. Rồi, rồi gấp vào tiếp. Rồi mình kéo cái đuôi ra, hơi cong cong lên xíu ha, và bắt đầu gấp cái đầu con chim xuống ha. Đây xong mẫu chim như thế này ha, mình giả mắt nha các bạn. Xong mẫu chim thế này ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, mình hướng dẫn gấp một con chim bồ câu mẫu như thế này nha các bạn.